Thưa quý vị, trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm làng nghề, đặc biệt là làng nghề mộc đang trở nên trầm trọng hơn. Tình trạng này thì ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và môi trường sống của người thợ và thậm chí là cả những người dân sinh sống trong khu vực làng nghề. Và từ thực tế đó, một người thợ gỗ ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã mày mò chế tạo ra một chiếc máy hút bụi gỗ, bụi sơn với hiệu quả tốt và rất phù hợp với quy mô sản xuất nhỏ như ở các làng nghề. Và trong tiểu mục về làng hôm nay, xin mời quý vị về với Thanh Lãng để làm quen với người thợ gỗ và chiếc máy hút bụi độc đáo của ông. Trà gỗ và phun sơn là hai công đoạn sản sinh nhiều bụi gỗ, bụi sơn ra môi trường nhất. Cũng vì thế mà tại xưởng mộc của anh Đỗ Xuân Phương, các công đoạn này được thực hiện ngay trước cửa lò hút bụi sơn, bụi gỗ, được anh chế tác và lắp đặt vào cuối năm 2014. Cái làng nghề truyền thống của mình ấy, thì hiện nay đang tận dụng cái ngôi nhà của mình để ở, trở thành nơi sản xuất. Chính vì thế nên không thể đưa cái công nghệ nó quá to, quá cao hoặc là công nghệ hiện đại có thể đưa áp dụng vào được. Xây dựng cái lò này thì bị hỏng là không bị hỏng, nhưng mình phải bổ sung thêm rất nhiều thứ. Đầu tiên nhất là hút vào, thì hút vào bao nhiêu thì thổi ra bấy nhiêu, không xử lý gì. Cái bước thứ hai nữa thì có xử lý thì cho hệ thống màng lọc khí, nhưng cũng không được mấy, bởi vì cái lượng bụi của mình nó quá nhiều. Mà hai là lại xử lý cả bụi sơn, thì cái bụi sơn nó ra là rất dính, khi nó vào cái màng lọc của mình thì nó bị tắc tịt luôn. Lò xử lý bụi sơn gồm 4 bộ phận: bộ phận hút và dẫn bụi, bộ phận xử lý bụi, bộ phận thoát khí, bộ phận bể lọc nước thải. Để hút được bụi vào trong lò xử lý, cần phải lắp quạt công nghiệp. Công suất của quạt lớn hay nhỏ phụ thuộc vào lượng sản xuất của từng hộ gia đình. Đây cũng là điểm khác biệt giữa công trình này với những lò hút công suất lớn chỉ phù hợp cho xưởng sản xuất với diện tích rộng. Trong một năm hoạt động thử nghiệm, công trình xử lý bụi đa năng này đã làm giảm thiểu được từ 70 đến 80% lượng bụi sơn thải ra trong quá trình sản xuất. Quạt số 1 ở cửa lò thì cái quạt đấy cũng rất quan trọng. Nếu quạt đấy không đủ công suất, không đủ mạnh, công suất lớn để hút thì nó cũng không hút được. Thế cái hệ thống tạo mưa của mình mà không có thì giữa không ô nhiễm nhà mình thì lại thải lượng bụi sang nhà bên cạnh. Đương nhiên là công nhân là phải thích làm hơn rồi, bởi vì là trước đây nó bụi, bây giờ là làm cái lò này lên thì là nó không bụi nữa, thì công nhân nó vẫn chẳng gì, nó vẫn thích làm hơn chứ. Từ hiệu quả thực tế này, Trung tâm Tư vấn Phát triển Nông thôn Sông Hồng đã cùng anh Phương xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn lắp đặt và vận hành lò xử lý bụi đa năng để những hộ gia đình làng mộc ở đây cũng như khắp nơi áp dụng vào sản xuất. Năm 2015, anh Phương đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có quyết định xây dựng 180 lò theo thiết kế của anh Đỗ Xuân Phương tại các làng nghề mộc khác.